bộ này mình. Cái này rồi à? Nó căng luôn anh em ạ, đây nhà không gọi nhau chém gió, nó căng luôn à, chính tặng rồi. Thì anh em tí căn anh em màu hai anh em xem phải không? Đấy, căn hai màu, anh em hôm nay là lại cho anh em căn hai màu. Đấy, anh em cứ thoải mái à. Chờ tí vẫn in bình thường. Đấy. Vì anh nhìn lại anh em này, nhìn anh em nhé, anh em nhìn nhá. À. Kéo này về cũng được này. Đấy, mà tí nữa kéo ông kia về cũng được phải không? Nhìn nó thắt hay đấy, thông tí tôi đẩy phát nữa để ngược lại với bình thường này. À. Thấy chưa? À. À. Thấy chưa? Đây 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 đây, để quay bên này thấy không? Kiểu đi cũng chơi được. Thắt hay ở đấy hả? Máy rất đa năng đấy hả? À, tôi nhìn nhé bạn này, nhà tôi nhìn kéo để này. Nhìn kỹ nhá, tôi kéo cái này đấy, không biết tôi đấy, nhìn thấy không, tôi vẫn để cái dao này, tôi để cái máy đây, tôi để nứa nứa như này, để ngược lại này, còn ăn đi bình thường, thấy không đấy, này đấy, thấy chưa, này thấy chưa đấy, mà hai hay ở cái đấy, kéo đi qua lại ít bình thường đấy. Và các bạn này, khi nào các bạn mua máy mình sẽ chỉ cho tại sao mà cứ đẩy cái này in được, đằng kia in được. Lại là phát nữa này cho các bạn xem này. Đâu rồi, còn cái túc nào không có hết in nhỉ. Đợi đi, các bạn đợi đi nhá, máy nhá. Đây, này các bạn xem này, nhìn này. Tôi kéo cái cỡ này rồi, tôi đặt lại. Đấy, tôi đặt lại nhá, tôi đặt lại. Tôi kéo này. À, rồi. Nó căng à, thấy không? Đây đây chưa? Đây em quay thấy nó căng chưa? Đấy, xong tôi để im này, này, tôi đưa vào tôi kéo bình thường này. Đó. Đây. Đó. Nào. Thấy chưa? Đây đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Không, cái này hơi lẫn vào cái cốc kia, đợi tí. Muốn lấy cần các bạn xem. Đấy. Các bạn thích thì để hay là. Hay đấy hả? Thì tin là thấy thích thì. Đây, thì thích thì kéo đằng này. In được. Đây không thích tự kéo được ngược lại. Ta in hai chiều được mà. Không như bình thường có khác. Đấy giờ ta sẽ cân vào hai màu. Rồi ok. À, quay đi. À, hôm nay tôi gọi cốc mà. À, đấy gì? Hôm nay giới thiệu cho anh em cách cân hai màu. Ăn ngay nào, bắt đầu nào, đấy thấy chưa, nốt căng chưa, đấy một cái hai cái đấy, nhìn đây đấy, ok chưa đấy. Cái này nhìn thấy gì không? Khó. Rồi, đấy. Tí nữa anh em quay clip xong anh em chỉ cho cách cân chi tiết luôn. Nào. Đấy, nào. Chưa? Đấy, tiếp tục nào. Rồi, cục đấu hết rồi. Đây. Cục đây. Đấy. Nào. Đấy, thấy chưa? Nào. Đấy.
chưa? Có nhìn gì không? Có. Mười cái như mười. Một. Mười cái như một luôn. À, à, nhìn nhá. Chữ F với chữ O là nó phải gần cân nhau. Đấy, nhìn thấy chưa? Còn nữa không nhỉ? Đây đúng không? Đúng rồi. Cái này chính xác của 95% thôi, khoảng 100% thì có thể hơn xui, nhưng 95% là ok. Bắt chưa? Nha, kéo lưới hơi, nhưng mà cái chữ O F này nhìn này, chữ F này chữ O nó cân nhau là ok. Đó. Đấy, nhìn chưa? Đấy, bạn nhìn cái nhận gì này, cái F chữ O nó cứ cân nhau là được, phải không? Xong xong là được. Đấy, xong cân chéo này là ok, thấy không? Đấy. Rồi, còn nữa không? Đây. Đấy, ok rồi. Đâu có nào không nhỉ? Đây nhá. À. Nghe chưa? Đây có cả có cả. Đấy. Bằng thẳng lét căng luôn, xoắn nhé. Đây anh em đưa chỉ cho anh em làm cách cách căn là đây nha. Đây nha. Ừ. Đầu tiên anh em căn vào một. Căn vào một. Được đã. Đấy các bạn nha, vừa rồi video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn là in hai màu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách căn hai màu cho chính xác bằng máy Salmon SM2. Các bạn nhìn SM2 đây. Đấy, bạn nhìn nhá. Đấy bạn in hai màu thì bạn căn chỉnh như bình thường, mà khi bạn chắc bạn in rất nhiều một màu rồi, nhưng hai màu bạn rất là ít nên ra bạn in một màu thì bạn cứ căn chỉnh in một màu nét căng như một lần các bạn in. Đấy. Khi in màu thứ hai. Đấy. Các bạn đắp lưới vào, màu thứ hai các bạn đắp lưới bình thường. Căn chỉnh lưới rồi. Các bạn nhìn này. Tất cả hệ thống này nó phải cân xứng nhau. Hai bạn ra có một cái tạo cữ đây. Đấy các bạn có cái đèn soi này. Đèn soi tác dụng gì? Nó tác dụng đấy, khi bạn in vào nhìn rất là rõ đấy, nhìn không? Nhìn rất rõ vị trí cái cữ nó nằm ở vị trí nào. Vị trí chính xác. Nó rất chính xác. Thì đã là hàng mili là chắc chắn rồi. Tại cái này in hai căn thế này thì xác khoảng 95%. 100% là hơn xui, 95% chắc chắn. Đấy các bạn in một màu rồi. Sau đó các bạn in màu thứ hai, màu thứ hai cái đi thế nào? Đấy các bạn nhìn này. Để nó căng như này. Đấy. Đấy thì bạn cứ in bình thường, xong các bạn cứ đưa vào này. Xong in bình thường. Đấy. Đấy. Các bạn lau đi. Đấy. Các bạn lau đi. Như nhau đi cái điều kiện gì như thế, như với các bạn như vậy là sẽ là mỗi lần căn một cái thì các bạn là phải mực nó lại vào cái này. Vào cái cốc chưa in này nó rất là bẩn, thì bạn phải lau đi thường xuyên. Đấy, thế bây giờ làm thế nào để in nó cho căng? Các bạn nhìn này, đây là cái cốc tôi cách căn chỉnh bằng cái cốc này. Các bạn thấy cái quầy có gì đặc biệt không? Đó chính là cái băng dính nha. Đây tôi dùng băng dính mà tôi vẫn quấn bao bì ấy. Đó, xong rồi các bạn quấn nó vào. Quấn nó vào là các bạn như thế nào? Cái cốc bình thường, cốc thủy tinh là lau rất là khó, mực nó vào cốc thủy tinh nó cực kỳ khó luôn. Đấy các bạn nhìn quấn băng dính như tôi này. In phạt lau phát sạch trơn luôn. Đấy. Đây là rất dễ cho bạn, các bạn rất dễ dàng cho các bạn khi các bạn in lên. Đấy, sau các bạn in lên rồi, các bạn nhìn này. Tại vị trí nào nó căng, nếu tại vị mỗi lần đấy,
tại vì chiếc cam các bạn đây, các bạn thì có cái đầu này, các bạn đấy có cái đầu này, các bạn cần chỉnh đúng cái vị trí nào lên cam, các bạn dừng lại. Đấy, xong cây thứ hai là bạn cứ đặt đúng vị trí đấy. Cái bóng điện đang soi cho mình nhìn rất là rõ. Đấy, ví dụ cái chữ này, chữ O này là chán cam, các bạn nên cái bếp cái O này là bạn in. Cái này nó chính xác bằng tầm hơn cả mili cơ. Thế các bạn cứ in, các bạn kéo xuống căn bình thường, in bình thường, kéo xuống bình thường. Đó. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đấy. Các bạn có vấn đề gì thì cứ alo mình 0966 095 096. Khi mua máy mình sẽ chỉ bảo chính xác nếu các bạn chưa hiểu chỗ nào. Đó. Vậy cái cữ này quan trọng này, cái bóng điện là quan trọng này. Đấy. Nó dễ dàng là căn hai màu. Nên các bạn có gì thì cứ alo mình. Các bạn nhé.